Lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 với chủ đề Thông tin minh bạch tiêu dùng an toàn và Hội chợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng năm 2023 vừa được Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Công Thương nhằm triển khai quyết định số 1035 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 15 tháng 3 là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, trong năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Thời gian tới, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần có những hành động tạo được sự chuyển biến thực chất mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó đáng lưu ý là các vấn đề liên quan đến tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, cơ chế thực thi, phát huy sự chủ động của người tiêu dùng, khuyến khích thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp cũng như hội nhập quốc tế. Ngay sau lễ phát động, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc hội chợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng với quy mô 150 gian hàng có nguồn gốc xuất xứ thuộc các lĩnh vực liên quan đến đời sống người tiêu dùng như đồ gia dụng, thời trang thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Trong khuôn khổ lễ phát động, các doanh nghiệp đã cùng tham gia thể hiện tinh thần hưởng ứng kinh doanh có trách nhiệm vì quyền lợi của người tiêu dùng thông qua việc cùng nhau hưởng ứng thực hiện bộ quy tắc hướng dẫn kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng trong thương mại điện tử.